Xin kính chào quý vị và bạn. Chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dường như thiên nhiên giờ đây luôn chọn Trung Quốc là nơi trút những cơn giận dữ, khi những thảm họa thiên tai liên tục xảy đến trên đất nước này ngày càng trở nên kinh hoàng với tần suất xảy ra liên tục, trải đều khắp 26 tỉnh thành của Trung Quốc. Và một cơn ác mộng vừa lại tiếp tục xảy đến với người dân Trung Quốc khi một trận siêu bão được mệnh danh là vua bão trong năm 2023 này đã đổ bộ vào các tỉnh thành phía đông nam Trung Quốc vào lúc 21 giờ tối ngày hôm qua, và tâm bão nằm ở thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang của nước này. Siêu bão đã san bằng nhiều nơi tại Trung Quốc thành bình địa, với số thương vong thật sự rất khủng khiếp. Cục khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng đã đưa tin, cơn bão số 4 với sức gió lên tới 205 km/h, và đây là trận bão mạnh nhất đổ bộ vào quốc gia này từ đầu năm đến nay, gây ra lở đất và lụt lội trên diện rộng và làm hư hại hệ thống lưới điện. Nhiều nơi đã xảy ra mất điện, ngập nước. Người dân có thể cảm nhận rõ các tòa nhà rung lắc, tiếng cửa kính bị giật vỡ liên tục do gió lớn. Cũng theo giới chức địa phương, mưa lớn như chút đã gây ra tình trạng nước dâng cao nhanh chóng trên các con sông, và Trung Quốc lại tiếp tục đối mặt với thảm cảnh vỡ đập khi vào lúc 4 giờ sáng nay, một con đập tự nhiên tại Chiết Giang bị vỡ gây ra lở đất ở địa điểm cách thành phố Ôn Châu 130 km về phía Bắc, cuốn trôi rất nhiều người và nhấn chìm nhiều ngôi nhà, hoa màu, xe cộ. Hiện vẫn chưa thể thống kê chính xác số thương vong do thảm họa gây ra. Theo ước tính, thiệt hại về cơn bão số 4 là khoảng 6,5 triệu người tại Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải và Sơn Đông bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Trước lũ cuồn cuộn trải qua khu vực Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, chính quyền tỉnh này ước tính thiệt hại kinh tế do cơn bão số 4 lên tới 18 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,5 tỷ đô. Theo số liệu thống kê được công bố vào sáng ngày hôm nay, đã có 344 người thiệt mạng và 1.516 người mất tích sau khi siêu bão số 4 đổ bộ vào Trung Quốc. Bão mạnh kèm theo mưa lớn và sạt lở đất khiến khoảng 16.000 ngôi nhà bị phá hủy. Theo các chuyên gia dự đoán, cơn bão này sẽ không suy yếu nhưng nó sẽ tiếp tục di chuyển lên các tỉnh phía Bắc, có thể sẽ tăng cấp hoặc giảm cấp khi đổ bộ vào các tỉnh này. Hiện người dân các tỉnh phía Bắc Trung Quốc đang tìm cách đối phó cũng như sơ tán để bảo toàn tính mạng. Hiện lực lượng cứu nạn đang triển khai chiến dịch tìm kiếm tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão. Vâng, thưa quý vị, cũng trong những ngày qua, tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa lớn không ngớt trong 2 ngày liên tục biến thành phố Bắc Hồ. Tỉnh Hồ Nam bị nước lũ nhấn chìm trong biển nước. Giờ đây, nhiệm vụ phòng chống lũ lụt trở thành một công việc rất đáng sợ tại các tỉnh miền Trung Trung Quốc khi liên tục đối mặt với thảm họa do lũ lụt, đến nỗi các chuyên gia và các nhân viên cứu hộ, cứu nạn họ bắt đầu cảm thấy đuối sức, chán nản và bất lực khi liên tục họ nhận được thông tin cầu cứu từ các địa phương bị nạn và các thông tin cảnh báo về các vụ đất đá lở vỡ và các hồ chứa vỡ đập do dòng nước lũ đổ về các con sông khiến họ quá tải và không kịp ứng phó cho các nạn nhân bị nạn. Cũng trong những ngày qua, tại thượng nguồn sông Dương Tử đổ về hồ chứa Tam Hiệp có tốc độ dòng chảy lên tới 73.000 m³. Theo báo cáo của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, thảm họa thiên tai do lũ lụt đã khiến 1.280.000 người tại tỉnh Hà Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 306 người chết và mất tích, hơn 800 ngôi nhà bị cuốn trôi và ước tính thiệt hại kinh tế lên đến 26 tỷ nhân dân. Quan chức Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, ông Lập Kỳ Phương cho hay, kể từ đầu tháng 7 cho đến nay, 250 con sông trên khắp Trung Quốc đã hứng chịu những trận lũ lụt trên mức cảnh báo, chủ yếu ở các khu vực thượng nguồn và hạ nguồn sông Dương Tử thuộc các tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Vân Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy. Không khỏi ngạc nhiên khi các tỉnh dưới hạ nguồn con đập Tam Hiệp đã phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề cho lũ lụt. Trong một video do người dân ghi lại được cho thấy, nước lũ cuốn theo bùn ngập đến thắt lưng, nhiều người còn mắc kẹt trong xe hơi tại thành phố Thiệu Dương, thành phố lớn thứ hai nằm ở phía tây tỉnh Hồ Nam, chắn cửa phía đông của đập Tam Hiệp. Thị trấn du lịch Hành Hương đã trải qua một trận mưa thế kỷ mà quan chức gọi là sự kiện có 102, đã khiến khoảng 40.000 cư dân thành phố Tiểu Dương đã bắt buộc phải sơ tán khẩn cấp. Trong video ghi lại cảnh dòng nước lũ chảy qua một căn hộ ở tầng 3 tạo thành một thác nước trên tòa nhà khiến ai cũng sốc khi chứng kiến cảnh tượng này. Mưa bão cũng làm hư hại 5.251 hecta hoa màu, phá hủy các ngôi nhà và công trình đường cao tốc, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 20,4 triệu đô la. Khi thấy những cơn mưa lớn ngày càng trở nên dữ dội bất thường vào tháng trước, một số người dân tỏ ra rất lo sợ sự thay đổi của khí hậu trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Trong khi một số nhà bình luận ở Trung Quốc đã nhận xét rằng có lẽ người dân đã trở nên tê liệt trước những thảm họa, chính phủ Trung Quốc và các cơ quan kiểm duyệt không muốn thu hút sự chú ý của những người dân đang gánh chịu những đau khổ và mất mát mà họ phải đối mặt. Những gì thiên tai gây ra đã vượt quá khả năng họ có thể xử lý thảm họa này cho dân chúng. Trước thiên tai thì người dân Trung Quốc bất hạnh lại phải gồng mình chống chọi,
kinh nghiệm duy nhất mà nhà nước Trung Quốc có thể truyền đạt cho người dân họ là lúc nước dâng cao hãy bỏ xe và chạy đi, lúc kẹt trong xe hãy tìm đồ vật nào đó dùng được để đập vỡ cửa xe. Và theo cách đó thì người dân nên đi trên đường phố thì mưa lũ phải bỏ cả xe và tìm cách thoát ra bên ngoài để giữ được tính mạng của mình. Nhiều người nông dân chịu sự thiệt hại do lũ lụt, đặc biệt các nông trại nuôi gia súc, gia cầm họ chỉ biết thẫn thờ, chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi. Mọi gia tài tan tác, bốc hơi trong phút chốc, những người bị nạn kêu gào khóc thét rất thầm. Có lẽ giờ đây họ đã nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc không quang minh và vĩ đại, nhưng họ vẫn được tuyên truyền trong thời khắc sinh tử. Mọi tài sản, vật chất bị cuốn bay, những giấc mộng về kinh tế và một cuộc sống phù hoa của đảng này chẳng còn ý nghĩa gì. Chính quyền của họ chẳng vì dân như đã nói. Nếu không, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không chủ quan trước công tác phòng chống lũ lụt như vậy và cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ người dân sống chết ra sao. Hiện nay, trước nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp còn treo lủng lẳng trên đầu 600 triệu người dân Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đã biết được mối họa này nhưng vẫn bất chấp xây dựng. Người dân Trung Quốc tuyệt vọng kêu trời, nếu ông trời có thể cứu giúp họ trước những trùng trùng thiên tai, thảm họa này hay không? Trong khi đó, chính quyền vẫn tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa lớn vào lúc 8 giờ sáng nay đối với miền Nam Giang Hán, miền Tây và miền Nam Gia Hoài, miền Bắc Giang Nam, miền Trung Vân Nam, miền Nam Quý Châu, miền Nam Trung Quốc, miền Bắc Hồ Nam, miền Nam An Huy và khu vực Đông Bắc Giang Tây. Trong những ngày qua thì lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở cả trên và dưới đập Tam Hiệp, bao gồm thành phố Nghi Sơn nằm cách con đập chỉ khoảng 40 km và cổ trấn nằm ở thượng nguồn. Trận động đất vào sáng nay có cường độ 7,9 độ Richter. Do tâm chấn ở gần mặt đất khoảng 10 km nên động đất ở vùng tâm chấn cực kỳ khốc liệt. Đánh giá sau đây được dựa trên thông tin thu được từ các kỹ sư về đập và động đất của Trung Quốc và các nước khác cùng các bản tin của các phương tiện truyền thông. Tác giả đã đến vùng tâm chấn vào tháng 1 năm 2023, nơi có các phần chính của một hệ thống thủy lợi có tuổi thọ trên 2.000 năm hiện vẫn đang hoạt động. Tác giả cũng đã tới thăm đập Tam Hiệp vào cuối tháng 4 năm 2023. Trong dịp hội thảo đánh giá quốc tế về đập đá đổ bê tông bản Masu Visa thủy bộ Á cao 230m ở Duy Chân, đập đá đổ bê tông mặt cao nhất thế giới, tỉnh Tứ Xuyên là tỉnh có tiềm năng thủy điện lớn nhất ở Trung Quốc và một số dự án lớn như đập mê tan cao 240m đã được hoàn thành trên sông Gia Long và nhiều dự án khác đang được xây dựng hoặc đang trong giai đoạn quy hoạch dọc theo sông Danh Dê và các nhánh của nó. Ngay sau trận động đất tàn phá, đã có các báo cáo về các vết nứt được phát hiện trên mặt bê tông của đập đá đổ bê tông bản mặt CPU từ bình hạt cao 150m, nằm ở thượng lưu thành phố San. Con đập này được hoàn thành vào năm 2006 và có dung tích thiết kế của hồ chứa là 1,1 tỷ mét khối. Vào thời điểm động đất, dung tích của hồ chứa là 0,32 tỷ mét khối, tức là mực nước hồ khá thấp. Do đó có thể phát hiện ra vết nứt ở đó, mà trong trường hợp hồ đầy nước không thể nhìn thấy do các đập đá đổ bê tông bản mặt hiện đại như đập ZHI Bingbu được thiết kế chịu được sự rò rỉ lớn của bản mặt bê tông và với mực nước hồ thấp như vậy nên được coi là ổn định. Theo báo cáo của các chuyên gia đập của Trung Quốc, những người đang đi kiểm tra con đập này sau trận động đất, người ta cho rằng lượng rò rỉ sẽ tăng lên sau trận động đất. Theo các quy định thiết kế đập của Trung Quốc, tất cả các đập đá đổ bê tông bản mặt phải có cống xả sâu để xả nước hồ trong trường hợp động đất mạnh và có các sự việc nghiêm trọng khác. Việc xả lượng nước 0,32 tỷ mét khối nước còn lại trong hồ chứa có thể mất vài tuần. Do có sự hư hại khá lớn nên cần thiết phải tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng con đập trước khi bắt đầu mùa mưa. Do có nhiều các kỹ sư chấn và sự hư hại đập đã được phát hiện nên ra cần phải giám sát chặt chẽ trạng thái của con đập. Vì đập ZHI Bingbu là đập đá đổ bê tông bản mặt lớn và hiện đại đầu tiên chịu động đất mạnh, nên các kỹ sư tham gia vào việc thiết kế và thi công đập đá đổ bê tông bản mặt rất quan tâm tới việc có được bức tranh đầy đủ về trạng thái động đất của loại đập này. Một dự án khác được các phương tiện truyền thông đưa tin là đập Tam Hiệp nằm trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc, gần thành phố Hy Chan. Con đập này nằm cách tâm chấn của trận động đất vài trăm km. Do đập được thiết kế chống động đất và các thử nghiệm chung với một mô hình mặt cắt đặc trưng đã được tiến hành để kiểm tra thiết kế động đất nên không chắc chắn xảy ra bất kỳ hư hại nào ở con đập này. Người ta chỉ ra rằng do các tòa nhà mới được thiết kế với tác động địa chấn nhỏ hơn đối với con đập lớn, nên sự hư hại nghiêm trọng đối với các tòa nhà có thể thấy được trong các làng mạc và thành phố xung quanh công trình con đập Tam Hiệp. Do các tòa nhà cũ ở các vùng nông thôn không được thiết kế chống động đất nên sẽ bị hư hỏng trước các đập bê tông khối lớn. Không có thiệt hại nào về các tòa nhà này được đưa tin nên có thể cho rằng đập Tam Hiệp không bị ảnh hưởng gì. Theo các nguồn tin khác thì có khoảng 400 đập bị ảnh hưởng bởi trận động đất này. Tất cả các đập này cần phải được kiểm tra. Hầu hết các đập này là đập đất nhỏ. Nhiều đập trong số này không được thiết kế chống động đất. Hoặc nếu được thiết kế chống động đất thì phần lớn các tiêu chuẩn thiết kế và các phương pháp phân tích động lực học được sử dụng cho các đập cổ ngày nay đã lạc hậu. Sự an toàn động đất của các đập này là một vấn đề và người ta cho rằng nhiều trong số đập này cần được sửa chữa và gia cố. Trường hợp này giống với trường hợp sau trận động đất vào ngày 26 tháng 1 năm 2001 cường độ 7,6 độ ở Hiha Ra, Ấn Độ, nơi có 240 con đập.
chủ yếu là các đập nhỏ dùng các cấp thoát nước và tưới nước, sau đó con đập này phải ra cố. Lúc đó không xảy ra sự cố vỡ đập nào gây ảnh hưởng lũ lụt. Vào thời điểm động đất, mực nước trong các hồ chứa ở mức rất thấp. Bên cạnh các đập này và đập Tam Hiệp, những quan tâm về sự an toàn của nhà máy thủy điện nằm ở thượng lưu đập Sibenbu cũng được đề cập đến các phương tiện thông tin. Tuy nhiên, hiện tại không có thông tin đáng tin cậy nào về công trình này. Do hầu hết các đập nằm ở các vùng núi đều xuất hiện nhiều dịch diễn biến lớn, việc tiếp cận các đập hư hại nặng có thể gặp khó khăn. Do đó, những tin tức tiếp theo về các đập hư hại và sự an toàn của chúng sẽ xuất hiện trong các ngày tới. Do có sự trượt đất lớn nên người ta cho rằng một con số sông nhỏ có thể bị ngăn chặn. Sự cố bất ngờ của các đập bị động đất này có thể là hậu quả tương tự như sự cố của một trong các đập hư hại nhỏ hơn. Chính quyền Trung Quốc rất quan tâm đến sự an toàn của con đập, và do có rất nhiều các dự án đang được chuẩn bị nên sự an toàn là điều kiện tiên quyết để những người dân trong vùng chấp nhận. Điều này cũng đúng ở bất cứ đâu. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Với lượng mưa hơn 600mm trong 24 giờ, trận mưa ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được đánh giá là chưa từng có trong suốt 1.000 năm qua. Tại khu vực này, trận mưa lũ kinh hoàng này có ảnh hưởng đến Việt Nam. Liên quan đến trận mưa lũ cực lớn xảy ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, phóng viên Dân Trí đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang trải qua trận mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng con người. Ông có đánh giá gì về trận mưa lũ này? Hiện nay đang là mùa mưa ở khu vực Trung Quốc, nên việc xuất hiện các đợt mưa lớn là bình thường và không phải là trái mùa. Tuy nhiên, với lượng mưa đạt hơn 600mm trong vòng 24 giờ thì đúng là quá lớn và được cơ quan khí tượng Trung Quốc đánh giá là trận mưa lớn chưa từng có suốt 1.000 năm qua ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hiện chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể nguyên nhân đợt mưa lớn cực đoan này. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân gây ra các hiện tượng thiên tai khốc liệt và hiếm gặp này được gắn với sự kiện biến đổi khí hậu. Theo nhận định, biến đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi về tần suất, cường độ, quy mô không gian, thời gian và quy luật hoạt động của các cực đoan thời tiết và khí hậu. Nhiệt độ nóng lên có thể làm cho các nhiễu động của hệ thống khí quyển như giải hội tụ nhiệt đới, các xoáy, bão áp thấp nhiệt đới. Mưa lớn, dông, tố lốc trở nên mạnh hơn và xảy ra nhiều hơn. Tại sao ngay cả các nước có nền khoa học tiên tiến như Đức và Trung Quốc mà dự báo mưa còn khó khăn như vậy? Trong những năm qua, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, dự báo khí tượng thủy văn trên thế giới đã có những bước tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, dự báo lượng mưa lớn vẫn là một thử thách lớn đối với bài toán nghiệp vụ trên thế giới, đặc biệt là mưa cực đoan. Chúng ta mới dự báo tốt về vùng mưa lớn, chưa thể dự báo chính xác lượng mưa tại một vị trí, thời gian cụ thể. Công nghệ dự báo của thế giới hiện nay chưa có khả năng dự báo lượng mưa lên đến vài trăm mm trong vài giờ như vậy. Các nghiên cứu mô phỏng số với độ phân giải cao bằng các mô hình bất thủy tĩnh có độ phân giải quy mô đám mây trong thời gian qua đã chỉ ra rằng các dự báo bằng mô hình số có tính dự báo thấp, đặc biệt đối với cấp mưa lớn. Điều này là do tính dự báo của khí quyển bị chi phối rất mạnh bởi các nhiễu động có quy mô không gian và thời gian rất nhỏ. Một kích thích đối lưu nhỏ sai lệch của tâm hội tụ ẩm mực thấp cũng có thể dẫn đến các thay đổi rất nhanh của các bất ổn định trong khí quyển và tạo nên các phân bố đối lưu sâu khác nhau, dẫn đến hệ quả mưa khác nhau. Những năm gần đây, nhiều thiên tai cực đoan xuất hiện, các cơn bão dị thường xảy ra hoặc cùng lúc xuất hiện các tổ hợp thời tiết nguy hiểm cùng tương tác. Vì sao có hiện tượng này? Việc dự báo gặp khó khăn như thế nào? Thưa ông, theo thống kê thực tế, không phải những năm gần đây thường xuất hiện các cơn bão có đường đi rất kỳ dị hoặc cùng lúc xuất hiện 2-3 cơn hoặc các tổ hợp nguy hiểm tương tác, mà trong quá khứ cũng đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy, tạo ra các thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân. Nguyên nhân xảy ra 2, 3, thậm chí 3, 4 cơn bão hoạt động đồng thời là do hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới thường được hình thành trong những tháng mùa mưa bão. Giải hội tụ nhiệt đới này thường kéo dài hàng nghìn km. Trên giải hội tụ luôn tồn tại các trung tâm khí áp thấp. Nếu điều kiện thuận lợi, các trung tâm khí áp thấp này sẽ mạnh lên và tạo thành những cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
Việc dự báo những cơn bão hoạt động đồng thời và những tổ hợp thời tiết tương tác lẫn nhau là rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải theo dõi liên tục để phát hiện những sự thay đổi nhỏ của hoàn lưu khí quyển. Hiện tại, do hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn ở trên Biển Đông nói riêng và ở vùng biển Thái Bình Dương nói chung còn hạn chế và thưa thớt dữ liệu, nên rất khó khăn cho công tác dự báo những cơn bão có hướng di chuyển phức tạp hoặc bị tương tác bởi những cơn bão khác. Người dân đang rất quan tâm năm 2022 tại Trung Quốc cũng có mưa lũ kỷ lục, đe dọa cuộc sống của người dân cư ven sông Dương Tử và đập Tam Hiệp. Sau đó, tại Việt Nam cũng có mưa lũ khốc liệt liên tục xảy ra tại miền Trung. Năm nay, mưa lũ tại Hà Nam, Trung Quốc cũng đang gây thiệt hại lớn cho một số khu vực. Vậy, thời gian tới, mưa lũ ở Việt Nam được dự báo sẽ diễn ra như thế nào? Mưa lớn 2022 gây lũ lụt kỷ lục, đe dọa đập Tam Hiệp, Dương Tử là do Front Meiyu, hệ thống thời tiết gây mưa chính ở Trung Quốc và khu vực Đông Á duy trì hoạt động kéo dài, cường độ mạnh hơn bình thường. Năm 2021, Front ranh giới phân tách hai khối không khí nhiệt độ khác nhau. Meiyu tồn tại gây mưa suốt từ giữa tháng 4 tới tận tháng 6 năm 2021. Còn trong năm 2022, mưa lớn xảy ra trên hệ thống sông Hoàng Hà, nằm phía trên của hệ thống sông Dương Tử, sâu vào trong đất liền, nằm ở phần phía bắc của Trung Quốc. Nguyên nhân là do có một khối không khí biển lấn từ phía đông và kết hợp với vùng xoáy thấp, gây mưa lớn trên hệ thống sông Hoàng Hà, thủ phủ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Tỉnh Hà Nam nằm ở miền trung của Trung Quốc cách khá xa Việt Nam, nên trận mưa lũ lịch sử tại đây không ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơ quan khí tượng Thủy văn Việt Nam nhận định hiện tượng ENSO sẽ duy trì trạng thái trung tính đến đầu năm 2023. Dự báo tình hình không khí lạnh năm 2022 có nhiều nét tương đồng năm 2021, cường độ có thể không mạnh bằng. Bắc Bộ năm nay dự báo có mùa đông khô với nhiều ngày nắng hanh đêm lạnh. Về dự báo bão, năm 2022 dự báo bão sẽ tập trung vào tháng 10 và 11, có thể kéo sang tháng 12 nhưng không dồn dập như năm 2021. Bão và mưa lớn ở miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ xảy ra nhiều vào tháng 10 và tháng 11, có thể sang cả tháng 12 năm 2022. Mưa lũ gây vỡ đê ở Hà Nam, Trung Quốc, thành phố Tân Hương nguy cấp. Đêm qua và sáng nay, hai đoạn đê trên sông Vệ ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã bị vỡ do mưa lớn và lũ xối xả. Thêm một thành phố ở tỉnh này lâm vào tình trạng nguy cấp. Sau nhiều ngày mưa lớn, sáng nay đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hạ Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ. Các ngôi làng gần đó bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Và lúc 5 giờ sáng nay giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên dòng sông Vệ tiến hành xả lũ, khiến người dân phải di dời khẩn cấp. Huyện này đêm qua đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp mưa lũ lên cấp 1, tức mức cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa, cách sông Vệ không xa về phía Tây, lượng nước cũng đã tràn đê. Và lúc 10 giờ tối qua giờ địa phương, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ, mặc dù trước đó người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ thủng. Thành phố này đã phải ra thông báo khẩn, yêu cầu di dời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ vá đê. Gần 30.000 người tại Tân Hương đã được di dời khẩn cấp. Cũng trong hôm qua, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Học Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Trước tình hình nguy cấp ở Tân Hương, Trung Quốc cũng đã phải điều động một trong những thiết bị cứu hộ dưới nước tiên tiến nhất nước này. Cầu phao cứu hộ khẩn cấp vốn được mệnh danh là tàu sân bay cứu hộ có thể di chuyển cùng lúc hơn 400 người đến thành phố này. Đến nay, Tân Hương, thành phố có hơn 6,2 triệu dân, đã có 170.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lượng mưa tối đa trong gần 5 ngày qua tại đây đã lên tới 907mm và gây ngập úng nghiêm trọng trong nội đô. Mực nước tại một số làng, thị trấn tại Tân Hương cũng đã vượt quá 2 mét. Được biết, sông Vệ có tổng chiều dài hơn 400 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Hà Nam khoảng 240 km. Hiện vẫn chưa có thông báo nào về thiệt hại do hai trận vỡ đê này gây ra. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã phải cho nổ một con đập để chuyển hướng dòng nước lũ trước mối đe dọa chết người sau đợt mưa kỷ lục. Con đập được cho nổ ở thành phố Lạc Dương, ngay khi đợt lũ nghiêm trọng tàn phá thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam. Các chuyên gia khí tượng cho biết, thành phố Trịnh Châu đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 644,6mm trong 24 giờ, vượt tổng lượng mưa trung bình cả năm khoảng 640,8mm của thành phố này. Bắc Kinh, Trung Quốc ban hành cảnh báo cao nhất về mưa bão.
Đài quan sát khí tượng quận Mật Vân ở phía đông bắc thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cao nhất về tình hình mưa bão vào lúc 9 giờ giờ địa phương. Dự báo nhiều khu vực sẽ chứng kiến những trận mưa như chút nước. Sáng qua, ba quận ở thủ đô Bắc Kinh gồm Thuận Nghĩa, Bình Cốc, Mật Vân đã đồng loạt ban bố báo động đỏ về mưa bão khi các đợt mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài đến tối cùng ngày. 9 giờ sáng nay, lượng mưa ghi nhận được tại một nhà ga ở quận Mật Vân đã vượt quá 200mm, trong khi đó khu vực miền đông Trung Quốc cũng đã được đặt trong trạng thái báo động cao nhất khi bão Infa tiếp tục đổ bộ. Cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt của tỉnh Chiết Giang đã nâng mức đối phó khẩn cấp với bão Infa lên mức cao nhất. Trung tâm khí tượng quốc gia của Trung Quốc dự báo tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô cùng nhiều khu vực ở miền đông Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa, gió mạnh, thậm chí nguy cơ ngập lụt. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống bão, ít nhất 1,65 triệu dân ở Chiết Giang đã được sơ tán. Quảng Đông, Trung Quốc phát đi 50 cảnh báo vì bão kép. Hơn 50 cảnh báo đã được phát đi ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc khi bão kép đã và đang tiến vào các tỉnh ven biển nước này. Bão Kempaka, cơn bão đầu tiên tấn công Trung Quốc trong năm nay, đã đổ bộ vào thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này. Hơn 50 cảnh báo đã được phát đi, một thành phố ven biển nâng cảnh báo lên màu đỏ, tức mức cao nhất. Do ảnh hưởng của bão, 990 chuyến bay tại Quảng Châu, Thâm Quyến và Chu Hải, ba thành phố lớn của Quảng Đông đã bị hủy tính đến chiều qua. Cơ quan khí tượng Thủy văn Quảng Đông cho biết, bão Kempaka với mưa lớn và gió giật sẽ tấn công khu vực phía đông và tây tỉnh này và đồng bằng sông Châu Giang cho đến ngày mai, làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa thiên nhiên khác như ngập lụt, lũ quét, lở đất. Quảng Đông đã phải đưa tàu cá vào bờ và yêu cầu người làm việc tại các khu nuôi cá trên biển lên bờ tránh trú, trong khi các thành phố như Chu Hải, Trung Sơn phải đóng cửa các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học. Các thành phố Dương Tây, Dương Giang và Đài Sơn của Quảng Đông đã phát đi cảnh báo bão màu đỏ, trong khi các địa phương khác đã đưa ra 9 cảnh báo màu vàng, 27 cảnh báo màu xanh và 13 cảnh báo màu trắng. Quảng Đông có hệ thống cảnh báo thời tiết 5 cấp độ được mã hóa theo màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho mức độ khắc nghiệt nhất, tiếp theo là cam, vàng, xanh và trắng. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Quảng Đông cũng cho biết bão Infa đang tiến đến khu vực ven biển của các địa phương tiếp giáp với tỉnh này, gồm Chiết Giang và Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc. Theo thông báo của Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia nước này, do ảnh hưởng của bão Kempaka, khu vực Tây Bắc Biển Đông sẽ có những đợt sóng lớn từ 4 đến 6 mét, trong khi khu vực phía Nam của Biển Đông được dự báo sẽ có sóng mạnh từ 6 đến 10 mét. Vùng biển ven biển các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến sẽ có sóng từ 2 đến 3 mét do ảnh hưởng của bão Infa. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết hai cơn bão này sẽ ảnh hưởng lẫn nhau và tác động đến sản xuất nông nghiệp tại các địa phương mà nó đi qua. Hôm qua, Mỹ nói rằng sẽ cho phóng tên lửa phá vỡ con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam. Kính thưa quý vị, chính phủ Mỹ nói rằng sẽ cho phóng tên lửa xuyên lục địa phá nát con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn đem tàu chiến đem giản khoan xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam ngoài khơi Biển Đông. Đây chính là cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ ông Biden khi nói rằng sẽ bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á trước bối cảnh mà Trung Quốc liên tục bành trướng, trong đó có đối tác chiến lược toàn diện, đó chính là Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong những năm vừa qua, Mỹ rất tôn trọng Việt Nam. Mỹ nói rằng Việt Nam là một trong những nước rất quan trọng khu vực Đông Nam Á. Việt Nam có đường biển dài ở khu vực Biển Đông, giáp danh với phía Trung Quốc. Nhưng trong những năm gần đây, chính quyền ông Tập Cận Bình liên tục đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm vùng Biển Đông, nhất là lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Đây chính là lý do vì sao mà chính phủ Mỹ vô cùng quan ngại. Đứng trước bối cảnh và tình hình đó, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng sẽ cho phóng tên lửa xuyên lục địa, tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân và tên lửa tầm xa để phá nát con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc nếu như Trung Quốc còn bắt nạt các nước trong khối ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Cách đây khoảng một tuần, Ngoại trưởng Mỹ đã có một bài phát biểu nói rằng Việt Nam là một trong những đối tác cực kỳ quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Trước những năm 1975, Việt Nam và Mỹ có những hiềm khích và xảy ra chiến tranh. Nhưng từ khi thiết lập quan hệ và không còn chiến tranh nữa, Mỹ luôn coi trọng Việt Nam và Mỹ nói rằng Việt Nam là đối tác toàn diện trên tất cả các mặt trận. Hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam sang Mỹ rất nhiều trong những năm vừa qua. Đây chính là lý do vì sao mà các tập đoàn của Mỹ như Apple, Microsoft trong năm 2021 và 2022 sẽ đầu tư và hợp tác làm ăn với cả Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ cũng không quên nhắc tập đoàn lớn nhất của Mỹ mang tên ExxonMobil, một trong những tập đoàn dầu khí lớn mạnh nhất trên thế giới, đã khai thác và hợp tác làm ăn với cả Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông. Nhưng nước Mỹ cũng nhấn mạnh việc khai thác làm ăn với Việt Nam là một trong những điều tuyệt vời nhất của chính phủ Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, dường như phía Trung Quốc đang ghen tị. Chính vì vậy mà trong suốt những tháng vừa qua, Trung Quốc liên tục điều tàu chiến, khiến giản khoan, điều con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 9, điều máy bay và điều tàu dân phòng, điều tàu dân binh mang theo rất nhiều vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng cùng tên lửa tiến ra giáp vùng biển của Việt Nam để ngăn chặn các tập đoàn khai thác nước ngoài, trong đó có tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất của Mỹ mang tên ExxonMobil. Tập đoàn này đang hợp tác khai thác làm ăn rất tốt với tập đoàn dầu khí quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, phía Trung Quốc liên tục tỏ ra ghen tức, nhưng theo các nhà quan sát cho biết thì chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ động vào Việt Nam được, vì chính phủ của Mỹ cam kết sẽ bảo vệ Việt Nam trước những âm mưu thủ đoạn của Bắc Kinh. Đây chính là lý do vì sao năm ngoái và đầu năm nay, năm 2022, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã ký một sắc lệnh cung cấp cho Việt Nam 2 con tàu chiến và 1 con tàu tuần duyên biển cỡ lớn cho Hải quân và Cảnh sát biển của Việt Nam canh giữ vùng trời vùng biển đảo của Tổ quốc. Đây được cho là một hành động rất là tuyệt vời trong mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, còn nhớ khi mà dịch bệnh COVID-19 chưa bùng phát thì Mỹ liên tục có những phái đoàn cấp cao sang thăm Việt Nam. Đại diện Ngoại trưởng Mỹ cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã từng tới thăm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 2 con tàu sân bay cỡ lớn thuộc hạm đội hải quân của Mỹ cũng đã cập bến cảng ở Hải Phòng và Đà Nẵng để thăm chính thức Việt Nam. Trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Washington DC, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng Việt Nam là ưu tiên số 1 của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và khu vực châu Á nói chung. Hiện tại thì Mỹ đang có mối quan hệ rất tốt đẹp với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực như quân sự, quốc phòng, an ninh, kể cả kinh tế và trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đó chính là lý do vì sao mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng sẽ bảo vệ Việt Nam trước sự bành trướng ngỗ ngược của phía Trung Quốc. Theo hãng tin CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nói rằng Việt Nam là một trong những nước tuyệt vời nhất trên thế giới, nhất là trong đại dịch COVID-19. Việt Nam đã làm rất tốt, Mỹ đánh giá rất cao công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chính phủ và người dân của Việt Nam. Mỹ nói rằng cần phải học tập Việt Nam trong lĩnh vực này. Điều này cho thấy rằng mối quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ đang rất tốt đẹp, đẹp nhất trong lịch sử những năm vừa qua. Kính thưa quý vị, trái ngược lại với Việt Nam thì Trung Quốc, một trong những nước láng giềng xung quanh với Việt Nam, đang có mối quan hệ được cho là xấu nhất trong lịch sử đối với cả nước Mỹ. Trong những năm vừa qua, chính quyền Tổng thống Mỹ và ông Tập Cận Bình liên tục đấu khẩu nhau trên tất cả các mặt trận, kể cả kinh tế, chính trị, xã hội và tất cả các vùng biển như vùng Biển Đông và vùng biển Hoa Đông. Chính phủ của Mỹ nói rằng Trung Quốc chính là mối nguy hiểm cho toàn thế giới, cho nên cần phải bị trừng trị. Hôm qua, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden mặc dù rất bận rộn cho công cuộc phòng chống dịch COVID-19, nhưng ông cũng không quên nói rằng nếu như phía Trung Quốc gây hấn bắt nạt bành trướng đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, chính phủ của Mỹ sẽ phát lệnh cho Hải quân, Không quân, quân đội của Hoa Kỳ cho phóng tên lửa phá nát con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình, và chỉ có như vậy thế giới mới được bình yên. Ngay từ đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng liệu Mỹ có dám phóng tên lửa phá vỡ con đập Tam Hiệp của Trung Quốc hay không? Thì xin thưa với quý vị rằng Mỹ là một trong những cường quốc mạnh số 1 trên thế giới về cả kinh tế lẫn quân sự. Hiện tại thì Mỹ đang sở hữu rất nhiều tên lửa máy bay như B-52, F-35. Ngoài ra, Mỹ còn đang sở hữu hạm đội Thái Bình Dương, một trong những hạm đội hải quân lớn mạnh nhất trên thế giới, vùng Biển Đông ở vùng biển Hoa Đông và căn cứ quân sự lớn nhất ở khu vực châu Á thuộc đảo Guam. Các nhà quan sát cho biết Mỹ có thể phóng tên lửa từ đảo Guam, một căn cứ quân sự trên một hòn đảo Nhật Bản, hoặc có thể phóng ngư lôi từ tàu ngầm đang hoạt động ở vùng Biển Đông. Mỹ có thể phóng tên lửa từ một căn cứ quân sự ở Trung Đông vào phía Trung Quốc. Ngoài ra, các chuyên gia, các nhà phân tích còn cho biết không chỉ có Mỹ mà nhiều nước trên thế giới có thể phóng tên lửa phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, đặc biệt là Triều Tiên, đất nước giáp danh với Trung Quốc. Ngoài ra, Ấn Độ cũng có khả năng phóng tên lửa phá vỡ con đập này. Đài Loan, một trong những nước mà mua rất nhiều vũ khí của Trung Quốc trong những năm vừa qua, cũng đã ra tuyên bố rằng nếu như Bắc Kinh còn muốn thôn tính Đài Bắc về với Trung Quốc đại lục, thì chính quyền bà Thái Anh Văn sẽ cho phóng tên lửa phá vỡ con đập này. Hiện tại thì con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc đang là con đập lớn nhất trên thế giới, bởi vì nó sở hữu rất nhiều những cái thông số kỷ lục mà không có một con đập nào có thể có được, như chiều dài, chiều cao, năm xây dựng và chắn ngang con sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc và lớn thứ 3 trên thế giới. Nhiều chuyên gia thủy lợi nói rằng nếu như con đập phía Trung Quốc mà vỡ thì nó sẽ nhấn chìm 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông.
Điều này hoàn toàn là sự thật bởi vì hồ chứa đập Tam Hiệp đang chứa rất nhiều nước, lên tới 70 tỷ mét khối nước. Trong hơn 3 tháng vừa qua, những trận mưa to đến rất to chút hàng triệu mét khối nước từ trên trời đổ xuống, cộng thêm lũ quét và lũ ống từ thượng nguồn ba con sông lớn nhất của Trung Quốc, sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, sông Mekong đổ dồn dập về vùng hạ lưu nơi có con đập Tam Hiệp chắn ngang qua. Đây chính là lý do vì sao mà mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đang vượt mức báo động đỏ tới 5-6 mét, nguy cơ vỡ đập là rất cao. Không những thế, Mỹ còn tuyên bố sẽ cho phóng tên lửa phá vỡ con đập vào chúng ta. Hãy chờ xem, nếu như con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc vỡ thì điều gì sẽ xảy ra? Điều tồi tệ nhất trong lịch sử xảy ra thì còn là điều gì nữa? Bởi vì loài người sẽ chứng kiến toàn bộ đất nước của Trung Quốc sẽ bị san phẳng, bản đồ thế giới không xuất hiện tên Trung Quốc nữa, khi đó thế giới chắc chắn sẽ được bình yên. Thưa quý vị và các bạn, nếu con đập Tam Hiệp vỡ sẽ có công sức phá như sóng thần. Trung Quốc đã phải chịu đựng những cơn mưa kỷ lục trong những tuần qua, dẫn đến trận lụt tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều thập kỷ. Ngày 26 tháng 7, sông Dương Tử bước vào đợt lụt thứ 3 trong năm, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp lại dâng cao. Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức tập đoàn đập Tam Hiệp, đơn vị điều hành đập Tam Hiệp, thừa nhận rằng một số cấu trúc ngoại vi nhất định của đập Tam Hiệp đã bị biến dạng do áp lực nước lũ. Cụ thể, 2,4 km đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ vào ngày 18 tháng 7, khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử chạm kỷ lục 61.000 m khối trên giây. Tuy nhiên, theo tập đoàn đập Tam Hiệp, áp lực này kéo dài không lâu. Những bức ảnh về đập Tam Hiệp xả lũ để giảm áp lực đang làm dấy lên sự hoang mang về việc liệu con đập có thể bị vỡ hay không. Thậm chí đã xuất hiện video mô phỏng hệ quả thảm khốc nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Theo tờ Wall Street Journal, thiệt hại sẽ là rất đáng ngại khi mà nhiều thành phố đã bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, khoảng 40 triệu người ở 27 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi trận lụt, tính gây thiệt hại trực tiếp hơn 80 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị sập đổ, trong khi hàng triệu người phải di rời và ít nhất 141 người đã được tuyên bố là đã chết hoặc mất tích trong lũ lụt. Tuy nhiên, tất cả những con số trên sẽ không là gì nếu vỡ đập Tam Hiệp. Theo ông Michael Oslin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hoover, Đại học Stanford, Mỹ, vỡ đập không khác thảm họa sóng thần. Đập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2006 với chi phí 31 tỷ đô la Mỹ. 1,4 triệu người phải di rời để xây dựng con đập với mục tiêu là để giảm nguy cơ lũ lụt tàn phá dọc theo sông Dương Tử, một vấn đề nan giải ở Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Lưu vực sông Dương Tử chiếm gần một nửa sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc và con sông chạy qua các thành phố lớn như Vũ Hán với 10 triệu dân. Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp có thể giữ ở mức tối đa 175 mét. Theo Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, Dương Tử, mực nước tại đập là 158,85 mét, giảm từ 164 mét. Tuy nhiên, khi sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 trong năm, thì áp lực đối với đập Tam Hiệp có thể nhanh chóng gia tăng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn vẹn cấu trúc của nó. Mặc dù một số sự cố của đập Tam Hiệp có thể không phải là mối nguy hiểm chính, tuy nhiên hậu quả địa chính trị của nó là đáng kinh ngạc để suy ngẫm. Đó sẽ là khoảnh khắc Chernobyl của Trung Quốc, ông Oslin viết trên tờ National Review. Vỡ đập Tam Hiệp có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước khi đợt thu hoạch mùa thu, có thể dẫn đến tình trạng giống như nạn đói. Vì đây cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện lớn. Cũng theo ông Oslin, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở hạ lưu, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn ở Trung Quốc và trên thế giới. Trung Quốc tiếp tục đón nhận tin đau buồn khi hôm qua con đập lớn nhất của phía Trung Quốc bị rất nhiều nước trên thế giới đe dọa cho phóng tên lửa và dội bom phá nát con đập, săn phẳng Bắc Kinh và các tỉnh thành của phía Trung Quốc bởi vì họ nói rằng Trung Quốc đáng bị trừng trị. Kính thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết hôm qua Mỹ, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ và một số nước trên thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu, ra tuyên bố sẽ hợp sức lại với nhau để trừng trị Trung Quốc bởi vì chính Bắc Kinh đã để con virus Vũ Hán, hay còn gọi là vũ khí sinh học, đi lây lan ra khắp thế giới để đến bây giờ cả thế giới đón nhận gần 150 triệu người nhiễm và hàng chục triệu người đã tử vong. Đây chính là tội ác và tội lỗi của Bắc Kinh. Chính vì vậy, thế giới cần phải ra tay trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Chỉ có như vậy, thế giới mới được bình yên.
Ngay từ đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt câu hỏi thắc mắc rằng vậy thế giới sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc như thế nào? Thì xin thưa với quý vị rằng có rất nhiều cách ra tay trừng trị Trung Quốc, nhưng làm sao để diệt được tận gốc cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình mà không làm ảnh hưởng tới người dân Trung Quốc vô tội thì đấy mới là một tính cách nhân đạo. Người ta cho rằng rất nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ sẽ cho phóng tên lửa hoặc là dội bom phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Nhưng nếu như con đập lớn nhất của Bắc Kinh mà vỡ, nó sẽ nhấn chìm 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông và khi đó người dân vô tội của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi. Như thế thì không thể nào mà gọi là tính nhân đạo được. Chính vì vậy, thế giới đang tìm cách để ra một phán quyết khác trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Phán quyết này vẫn chưa được tiết lộ. Theo các chuyên gia phân tích thì các nước không cần phóng tên lửa và dội bom con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc. Việc này hãy cứ để mẹ thiên nhiên và đấng tối cao đức chúa trời ra tay trừng trị, bởi vì mưa lũ ở Trung Quốc dường như vẫn đang tiếp tục xối xả. Hôm qua, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong bản tin dự báo thời tiết nói rằng hiện tại mưa bão ở Trung Quốc vẫn đang hết sức quan ngại, bởi vì những cơn mưa to và rất to vẫn đang trút hàng triệu mét khối nước từ trên trời rơi xuống đập Tam Hiệp, khiến cho mực nước tại nơi đây vượt mức báo động đỏ tới 10 mét. Những ngôi nhà cao 5-7 tầng bây giờ đã ngập tới tầng trên cùng. Hiện tại, tình hình Trung Quốc đang hết sức dễ dàng. Ngày hôm nay, Trung Quốc cần tiếp tục đón nhận một tin được cho là vô cùng đen tối khi một điểm báo nói rằng Trung Quốc sắp bị diệt vong. Điểm báo đó đã được các trang mạng của Trung Quốc như TikTok và WeChat đã đăng tải những đoạn video cho biết những con cá hay những đàn châu chấu bay lượn khắp bầu trời của Trung Quốc. Ngoài ra, những đám mây đen xì vẫn đang hoành hành tại 28 tỉnh thành phía Nam, phía Tây của phía Trung Quốc, gây ra những trận lụt lội nghiêm trọng. Điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa và người dân vẫn bị cô lập. Rất nhiều trường học, bệnh viện của Trung Quốc phải niêm phong. Đứng trước tình cảnh đó, cơ quan cảnh báo động đất sóng thần quốc gia Trung Quốc nói rằng trong 2 ngày nữa, Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu một trận động đất kinh hoàng ở thành phố Vũ Hán. Và nếu như trận động đất này xảy ra với cường độ mạnh, thì nhiều khả năng chân móng của con đập Tam Hiệp sẽ không chịu nổi và khi đó nó ắt sẽ phải vỡ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là sẽ bị vùi dập và nó là một tin được cho là rất đau buồn cho phía Trung Quốc, nhưng lại là tin rất vui cho thế giới. Bởi vì thế giới nói rằng Trung Quốc mà diệt vong thì hành tinh này mới được sống trong cảnh ấm no hạnh phúc. Kính thưa quý vị, có thể nói ra rằng các nhà tiên tri dự đoán rất đúng. Năm 2021 và 2022 là những năm tồi tệ nhất đối với phía Trung Quốc. Các nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới còn dự báo cuối năm 2022, Trung Quốc còn đón nhận nhiều tin đau buồn hơn. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới khi ngày hôm qua, tờ báo quốc tế cho biết con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc sắp bị vỡ. Nhưng quân đội của chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn đem rất nhiều binh lính đi ra xây dựng các hòn đảo phi pháp ở ngoài Biển Đông. Ngoài ra, quân đội của Bắc Kinh còn đem xe tăng cùng rất nhiều vũ khí cung cấp cho các căn cứ quân sự mà Bắc Kinh đang cho xây dựng trên đất của Campuchia, hòng khống chế khu vực Đông Nam Á và thách thức thế giới. Trong những năm vừa qua, rất nhiều tờ báo quốc tế, đặc biệt là tờ báo của Mỹ mang tên BBC News nói rằng Campuchia đã cấp cho Trung Quốc rất nhiều lô đất đẹp để Bắc Kinh xây dựng căn cứ quân sự. Tờ báo của Mỹ cho biết chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho xây dựng một sân bay trong một khu rừng rộng cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia 70 km về phía đông. Hiện tại thì sân bay này đã xây dựng được 70% và nhiều khả năng cuối năm 2022 sân bay này sẽ đi vào hoạt động, và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho khu vực Đông Nam Á. Được biết, trong 5 năm trở lại đây, chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia rất thân cận với chính quyền ông Tập Cận Bình. Người ta cho biết ông Hun Sen đã sang Bắc Kinh 6 lần để hội kiến Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Năm 2022, Thủ tướng Techo Hun Sen của Campuchia đã bay một chuyến bay từ Phnom Penh sang thủ đô Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình hội kiến với các vấn đề quan trọng giữa hai nước. Người ta cho biết Campuchia đang là cánh tay sai đắc lực của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đã bơm một lượng tiền khá lớn cho Thủ tướng Hun Sen để xây dựng điện, đường, trường, trạm. Tờ báo Phnom Penh cho biết Trung Quốc đã tài trợ toàn bộ tiền bạc và công sức để xây dựng khu liên hợp thể thao SEA Games 32 mà Campuchia đăng cai vào năm 2022 và toàn bộ những chi phí này đều do Bắc Kinh chịu. Đổi lại, chính quyền Thủ tướng Hun Sen sẽ cấp cho Trung Quốc rất nhiều vị trí đất đắc địa trên đất của Campuchia để cho Trung Quốc đại lục xây dựng các căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng cũng như xây dựng khu đô thị người Hoa.
Nhiều ý kiến cho rằng nếu như Campuchia không cẩn trọng thì nhiều khả năng đất nước xinh đẹp chùa tháp này sẽ thuộc về tay Bắc Kinh. Khi đó âm mưu thủ đoạn của ông Tập Cận Bình sẽ trở thành hiện thực và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho thế giới. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng lòng tham của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vô cùng quan ngại. Trong những tháng vừa qua, dịch bệnh COVID-19 tàn phá rất nhiều nước trên thế giới, thế nhưng chính quyền của ông ta vẫn đem quân đi xâm chiếm Biển Đông, đi xâm chiếm lãnh thổ của Triều Tiên, của Ấn Độ. Ngoài ra, ông còn đang âm mưu xâm chiếm rất nhiều mảnh đất đẹp trên đất của Campuchia. Điều này đang gây ra rất nhiều mối quan ngại cho khối ASEAN và nhiều nước trên thế giới. Mỹ liên tục cảnh báo việc Campuchia cấp đất cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia là người tham quyền cố vị. Bằng chứng rõ rệt nhất là tính tới thời điểm hiện tại, ông Hun Sen đã làm thủ tướng của đất nước Chùa Tháp tới 35 năm từ khi ông còn rất trẻ và đến bây giờ ông đã 78 tuổi rồi, ông ta vẫn làm thủ tướng. Trong một bài phát biểu ở thủ đô Phnom Penh, ông sẽ nói rằng tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng Campuchia đến khi nào sức khỏe không cho phép và khi tôi về hưu, người con trai cả của tôi sẽ tiếp tục kế vị và làm thủ tướng của đất nước Chùa Tháp xinh đẹp này. Tôi cam kết Campuchia sẽ lớn mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á cũng như là ở khu vực châu Á nếu như kết thân với cả phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Campuchia trong 2 năm trở lại đây được cho là rất thân thiết với Bắc Kinh. Bằng chứng rõ rệt nhất là quân đội của Campuchia đã nhận rất nhiều xe bọc thép, vũ khí cũng như là xe chuyên dụng quân đội của chính quyền Bắc Kinh. Quân đội của Bắc Kinh cũng đã cung cấp rất nhiều vũ khí tối tân hiện đại cho chính quyền của Thủ tướng ông Hun Sen. Đổi lại, Campuchia sẽ lại tiếp tục cấp nhiều đất rừng và sân bay, bến cảng cho Bắc Kinh để xây dựng các căn cứ quân sự. Campuchia nói rằng nếu như có sự hỗ trợ đắc lực của Trung Quốc thì đất nước Chùa Tháp này sẽ trở thành con rồng của châu Á. Kính thưa quý vị, có một thông tin mà chúng tôi mới nhận được, đó là Campuchia đã mua rất nhiều vũ khí Trung Quốc, xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm. Dù bác bỏ tin của báo Mỹ rằng Phnom Penh cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự, Thủ tướng Hun Sen lại vừa xác nhận nước ông mua hàng chục ngàn vũ khí Trung Quốc. Những chi tiết hiếm hoi về các thỏa thuận mua vũ khí từ Bắc Kinh được đưa ra chỉ vài hôm sau khi Campuchia bác bỏ việc nước này có thỏa thuận bí mật, theo đó cho phép tàu chiến Trung Quốc sử dụng một căn cứ hải quân của mình. Phát biểu trên Facebook, khi đến thăm công trình xây dựng sân vận động ở Phnom Penh, món quà của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Hun Sen nói rằng chỉ trong năm nay, Campuchia đã chi 40 triệu đô la Mỹ mua thêm vũ khí từ Trung Quốc. Tôi đã ra lệnh mua hàng chục ngàn vũ khí bổ sung, ông Hun Sen nói, nhưng không giải thích là đã đặt mua các loại vũ khí nào. Nay chúng đang được vận chuyển tới. Các hợp đồng trước đó đã có số 290 triệu đô la Mỹ cho phép Campuchia dùng vũ khí Trung Quốc để hiện đại hóa quân đội. Thực hư quanh chuyện Campuchia cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân. Mới đây nhất, chính quyền của ông Hun Sen gọi bài trên báo Wall Street Journal về một thỏa thuận bí mật Campuchia, Trung Quốc để quốc gia lớn sử dụng căn cứ hải quân Campuchia là tin giả. Họ còn tổ chức cho các đoàn nhà báo nước ngoài đến xem một khu đất ở Dream, Sihanoukville và chỉ ra rằng tại đó không hề có căn cứ nào cho người Trung Quốc cả. Mặc dù vậy, giới chuyên gia về an ninh quốc phòng ở nước ngoài không tin vào chiến dịch thông tin tuyên truyền đó của Campuchia. Hai báo Úc, JS và Sydney Morning Herald trích lời T.S. Won Graham từ Đại học Latrobe nói rằng sẽ sai lầm khi nghĩ rằng Campuchia xây một căn cứ cho Trung Quốc kiểu như căn cứ Mỹ đóng ở Nhật. Trái lại, ông tin rằng đây là một quá trình từ từ tạo vị trí bán quân sự, bán dân sự. Và khi cần thì Trung Quốc mới điều chuyển lực lượng tới. Ngay lập tức, Úc đã quan tâm đến chuyện này và chuyên gia an ninh quốc phòng John Brastan đến từ Đại học Quốc gia Australia nói Úc cần đánh giá lại bố trí an ninh vùng cùng đồng minh trong các năm quốc gia Five Power Deal, Úc, Singapore, Malaysia, New Zealand và Anh. Các nước này đang kiểm soát eo biển Malacca và nếu Trung Quốc đưa được không quân xuống Campuchia cộng với các căn cứ đã có ở Djibouti và Pakistan thì tính toán an ninh của Úc phải thay đổi, theo tờ Sydney Morning Herald. Ngay từ năm ngoái, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã lên tiếng về một căn cứ hải quân Campuchia xây cho Trung Quốc. Phân tích ra Malcolm David từ Viện Chính sách Chiến lược Australia trong bài viết đăng hôm 29 tháng 7 nói rằng thỏa thuận cho phép Trung Quốc sử dụng một phần căn cứ hải quân Dream có hiệu lực trong 30 năm và sẽ được tự động gia hạn 10 năm một lần.
Đáng chú ý là Rim chỉ cách biên giới Việt Nam Campuchia có 100 km. Nếu quả thực Trung Quốc được Campuchia trao quyền sử dụng căn cứ hải quân tại đây, thì tàu chiến Trung Quốc có thể từ khu vực phía nam của Việt Nam đi lên hướng Đông Bắc để hỗ trợ cho các hoạt động khác của Trung Quốc ở dọc bờ biển Việt Nam và tại các khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đang có tranh chấp, theo Malcolm David. Xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm. Vào tháng 5 năm 2019, Andrew Dachenson viết trên South China Morning Post rằng giới quan sát nghi là sân bay to trên đảo Koh Kong có thể dùng vào mục tiêu quân sự, mô thức nhận đất cho thuê dài hạn để rồi có thể thu nhận vĩnh viễn đã có trong quan hệ Trung Quốc với Sri Lanka. Bài báo nói Campuchia cho tập đoàn UDG của Trung Quốc thuê 45.000 ha đất trên đảo Koh Kong. Tới năm 2108, theo thỏa thuận 99 năm, tại đây UDG cho xây đường băng dài 3,4 km, dài hơn sân bay quốc tế ở Phnom Penh và hơn hẳn đường băng dân sự, chỉ cần tối đa là 2,8 km. Về lý thuyết, đường băng khổng lồ này là để phục vụ một casino vắng tanh vắng ngắt trên hòn đảo nghỉ dưỡng, theo bài báo. Dù là công ty tư nhân UDG Union Development Group từng có vinh dự được đón một lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc, ông Vương Khâm Mẫn, đến tận nơi thăm dự án Koh Kong. Được biết, công trình du lịch trên hòn đảo của Campuchia được chính Trương Cao Lệ, cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc ủng hộ. Chúng ta hãy chờ xem Campuchia sẽ lớn mạnh hay bị lụi tàn nếu phụ thuộc vào Bắc Kinh, và chính quyền của ông Tập Cận Bình có thôn tính được đất nước chùa tháp này hay không. Trung Quốc báo động khẩn cấp khi con đập Tam Hiệp của Trung Quốc đang nguy to. Nó được cho là đang ngàn cân treo sợi tóc bởi một trận lũ kinh khủng vào đêm ngày hôm qua, từ thượng nguồn ba con sông Dương Tử, Hoàng Hà, Mê Công đổ dồn dập kết hợp với vòi rồng và sấm sét đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp, khiến cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh đứng ngồi không yên. Hiện cơ quan cảnh báo động đất sóng thần của Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã lâm nguy bởi vì mưa lũ vẫn không ngừng càn quét đất nước này. Kính thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tình hình lũ lụt, động đất, vỡ đê, vỡ đập cùng sạt lở và vòi rồng ở đất nước này vẫn đang căng như dây đàn. Hôm qua, Trung Quốc lại đón nhận một tin được cho là cực kỳ xấu khi một siêu vòi rồng mang tên Bạch Tuộc số 2 di chuyển với một vận tốc khá nhanh lên tới 70 km/h. Tâm điểm của nó hướng vào bốn nơi quan trọng bậc nhất của Trung Quốc, đó là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Tứ Xuyên và con đập Tam Hiệp. Tờ báo Trung Quốc cho biết những nơi mà siêu vòi rồng trên đi qua đều bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Nhiều nơi đã bị siêu vòi rồng càn quét trở nên hoang tàn và thê thảm. Kính thưa quý vị, theo Cục Thống kê Nhanh Nhà nước Trung Quốc cho biết, trận lũ quét và siêu vòi rồng đêm ngày hôm qua đã làm cho 1.789 căn nhà bị tốc mái, hàng trăm ô tô bị cuốn trôi xuống sông Trường Giang. Các căn cứ quân sự của Trung Quốc đã bị đánh sập. Nhiều nhà ga, bến cảng, bệnh viện, trường học bị phong tỏa và niêm phong. Tình hình thê thảm của Trung Quốc là như vậy. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn không quan tâm tới điều đó. Chính quyền của ông ta vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ rệt nhất, hãng CNN của Mỹ đã tố cáo chính quyền Bắc Kinh hôm qua liên tục điều tàu chiến, điều máy bay, điều tên lửa tiến ra ngoài Biển Đông để thách thức thế giới. Hãng CNN của Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã lên án chỉ trích gay gắt phía Bắc Kinh khi nói rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình 5 năm trước đây tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, ông đã hứa rằng Trung Quốc sẽ không dùng vũ lực như quân sự ở ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ đã vạch trần tội ác của Trung Quốc khi nói một đằng là một nẻo. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong năm vừa qua, Trung Quốc đã không dưới 500 lần đem tàu chiến, đem quân đội của Bắc Kinh, đem tên lửa, đem máy bay tiến ra ngoài Biển Đông để thách thức thế giới. Hành vi trên của Trung Quốc là làm trái với những gì mà Bắc Kinh đã hứa đối với cộng đồng quốc tế. Hành vi trên được cho là không thể dung tha và chấp nhận được. Mỹ kêu gọi các nước cũng như cộng đồng trên toàn thế giới hãy ra tay bảo vệ Biển Đông và trừng trị Trung Quốc. Mỹ cũng không quên kêu gọi Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu EU hãy mạnh tay trừng phạt Bắc Kinh. Chỉ có như vậy Biển Đông mới được bình yên. Chính phủ Mỹ cũng không quên nhắc các nước trên thế giới phải hết sức cảnh giác đối với cả Trung Quốc, nhất là các nước ở khu vực Đông Nam Á, bởi vì Bắc Kinh chính là mối nguy hiểm cho toàn cầu. Trung Quốc không chỉ đem
đem con virus Vũ Hán, hay còn gọi là vũ khí sinh học hủy hoại các nước trên thế giới, mà họ còn đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm hết vùng đất này đến vùng đất khác, hết vùng biển này đến vùng biển khác. Trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã cướp được rất nhiều biển đảo ở ngoài Biển Đông. Hành vi của Trung Quốc là không thể dung tha và chấp nhận được. Các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới trong những năm vừa qua liên tục lên án kịch liệt, chỉ trích gay gắt Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn phớt lờ tất cả. Chính quyền của ông ta còn phớt lờ cả Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, phớt lờ luật pháp quốc tế, phớt lờ các nước trong khối ASEAN để bành trướng và gây gổ ở ngoài Biển Đông. Trung Quốc liên tục điều tàu chiến, điều giàn khoan ra khai thác dầu khí trái phép. Ngoài ra, quân đội của Bắc Kinh liên tục cho xây dựng các hòn đảo và bồi đắp nó lớn mạnh hơn, rộng hơn để xây dựng sân bay, bến cảng, các căn cứ quân sự, hòng khống chế toàn bộ vùng biển này. Đây chính là tội lỗi mà chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra cho nhân loại và mẹ thiên nhiên, và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã nổi giận ra tay trừng phạt Trung Quốc bằng những trận mưa to, gió lớn, bão tố mịt mờ. Trong suốt hơn 3 tháng vừa qua, mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác. Bầu trời của Trung Quốc chỉ mang một màu duy nhất, đó là màu đen tối. Đây chính là nhân quả báo ứng mà trời và đất đang giáng đòn đau thương lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất quan ngại khi hôm qua, quân đội của Bắc Kinh tiếp tục di chuyển từ vùng biển Hoa Đông sang vùng biển Hoàng Hải để cướp một hòn đảo ở nước Nga. Thông tin trên đã được tờ báo Moscow nói rằng quân đội của Nga đang canh chừng quần đảo này trước mối đe dọa đến từ Bắc Kinh. Tờ báo của Nga cho biết quân đảo mang tên Voskhod, một trong những quần đảo nổi tiếng của Nga giáp danh với lãnh hải của phía Trung Quốc nhưng đang bị Bắc Kinh nhận vơ. Phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cho biết quần đảo trên là quần đảo Senkaku của Trung Quốc chứ không phải quần đảo Voskhod của Nga. Đây chính là lý do vì sao mà quân đội của Bắc Kinh đang lấy lại chứ không phải là đi chiếm đóng. Bà Hoa Xuân Oánh lý giải rằng thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào, quần đảo trên hoàn toàn thuộc lãnh hải của Trung Quốc và bây giờ Trung Quốc chỉ đi lấy nó mà thôi. Đề nghị Nga phải tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như là lãnh hải của Bắc Kinh. Nếu như Nga có những động thái căng thẳng thì ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow. Tờ báo Nga cho biết hôm qua đã xảy ra một cuộc đụng độ giữa binh lính của Bắc Kinh với quân đội của ông Putin và chính quyền của ông Putin nói rằng sẽ cho phóng tên lửa phá vỡ hòn đảo này nếu như Bắc Kinh động vào. Hòn đảo trên hiện không có người ở và đang cách lãnh hải của Trung Quốc khoảng 500 hải lý. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn nhận ra đó là quần đảo của Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà tại nơi này liên tục xảy ra đụng độ căng thẳng. Theo các chuyên gia quân sự nổi tiếng trên thế giới cho biết, quân đội của ông Tập Cận Bình nếu như bắt nạt các nước nhỏ bé ở khu vực Đông Nam Á hay một số nước nhỏ trên thế giới thì khả năng cao các nước trên sẽ không có phản ứng bởi vì vẫn còn sợ Trung Quốc. Nhưng chính quyền của ông Tập mà động vào Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức hay Ấn Độ thì khả năng cao Trung Quốc sẽ bị toang toàn tập. Các chuyên gia nói rằng trong một vài ngày tới, nhiều khả năng quân đội của Tổng thống Nga Putin sẽ cho phóng tên lửa và dội bom vào quân đội của Bắc Kinh ở khu vực biển Hoàng Hải. Và liên quan những thông tin trên, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị và các bản tin kế tiếp khi có thông báo mới nhất và chính xác nhất. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc không những đi xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của Nga mà mới đây quân đội của Bắc Kinh còn cho màn giao chiến kịch liệt với cặp phía quân đội của Ấn Độ, khiến cho quân đội của Ấn Độ buộc phải triển khai trực thăng gần biên giới Trung Quốc. Không quân Ấn Độ IAF đã triển khai trực thăng Mi-17 và máy bay vận tải An-32 tới khu vực nằm cách biên giới với Trung Quốc khoảng 120 km. IAF đã đưa các máy bay trên tới sân bay Chitnyaleshwar thuộc bang Uttarakhand. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã xem xét đợt triển khai này cùng với lãnh đạo Tổ chức Đường bộ Biên giới BRO, cơ quan đảm trách các dự án phát triển đường bộ ở khu vực này. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối những nỗ lực phát triển hạ tầng của Ấn Độ dọc đường kiểm soát thực tế LAC. BR hiện đang triển khai 17 dự án cao tốc dọc theo biên giới Ấn Trung. Những con đường này có thể sử dụng như những đường băng tiềm năng cho máy bay chiến đấu trong các tình huống như chiến tranh. Dọc các con đường này sẽ có kho vũ khí, đèn hướng dẫn hạ cánh, nhiên liệu và thiết bị phòng cháy. Ấn Độ cũng triển khai 63 dự án đường bộ và 3 dự án đường sắt từ Arunachal Pradesh tới Ladakh.
Tất cả các dự án này đều giúp cho việc tiếp cận biên giới với Trung Quốc. Trong khi đó, không quân Ấn Độ đang tổ chức các chuyến bay tuần tra ban đêm ở khu vực Đông Lakhdà. Hãng thông tấn Ấn Độ ANI cho biết, các máy bay quân sự tham gia hoạt động tuần tra ban đêm này gồm có MiG-29, Su-30 MK-1, trực thăng tấn công Apache và trực thăng vận tải hạng nặng Chinook. Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới dài khoảng 4.000 km. Hai nước láng giềng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra tranh chấp về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, căng thẳng trên biên giới Ấn-Trung đã leo thang kể từ sau vụ ẩu đả hôm 25 tháng 7 khiến cho 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Theo báo chí hôm qua cho biết, Ấn Trung đã rút quân khỏi nơi từng xảy ra đụng độ đẫm máu ở biên giới đang tranh chấp giữa hai nước. Các nguồn thạo tin nhấn mạnh, động thái nhằm tuân thủ thỏa thuận đạt được trong các cuộc thương lượng xoa dịu tình hình giữa quan chức cấp cao của quân đội hai nước. Truyền thông Ấn Độ trích dẫn lời quan chức chính phủ cho hay, lính Trung Quốc đã di rời các lều trại và công trình khác ra khỏi nơi từng xảy ra xô xát với binh sĩ Ấn Độ ở thung lũng Gangwon. Phía Ấn Độ cũng cho rút quân và thiết lập một vùng đệm an toàn giữa lực lượng của hai nước. Hôm qua, tờ báo của Trung Quốc cho biết tình hình mưa lũ ở nước này vẫn đang hết sức căng thẳng, hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Vào rạng sáng ngày hôm nay, tờ báo của Trung Quốc đưa tin Trung Quốc lại tiếp tục bị rung lắc bởi một trận động đất mạnh với cường độ 7,5 độ Richter, tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 50 km về phía đông, làm cho 400 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình, người thì nhảy lên máy bay sang nước ngoài, người ta nhảy lên tàu chiến để ra đảo Hải Nam tránh trú. Tình hình hiện tại của đất nước hơn 1,4 tỷ dân này đang hết sức rối ren. Theo thông tin chúng tôi vừa mới nhận được từ tờ báo Tân Hoa Xã, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết chi tiết về trận động đất nêu trên như sau. Vị trí trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter xảy ra ở một quả núi thuộc tỉnh Vân Nam, nơi giáp danh với biên giới của Việt Nam. Tuy nhiên, trận động đất trên không làm ảnh hưởng gì tới đất nước của Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất trên ở độ sâu 2 km trong lòng đất. Trận động đất xảy ra trong đêm khiến cho nhiều người bị hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra khi mà nhà cửa bị rung lắc, đồ đạc trong nhà bị xô lệch. Những vùng sát với trận động đất trên đã bị đất cát vùi lấp. Trận động đất diễn ra trong bối cảnh đất nước của Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa to đến rất to, kèm theo bão lũ, lũ quét sạt lở vòi rồng khiến cho cảnh tượng ngập lụt vô cùng thê thảm như ngày tận thế. Hiện các lực lượng cứu trợ, cứu nạn và cấp cứu khẩn cấp của Trung Quốc đang cho đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt và bị mất tích, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, theo những hình ảnh và những đoạn clip mà tờ báo Tân Hoa Xã cung cấp thì trận động đất trên đã làm cho lũ ống, lũ quét từ thượng nguồn đổ về con sông Dương Tử, Hoàng Hà và Mekong biến thành những con sóng thần cao từ 3-5 mét, nhấn chìm rất nhiều bờ đê, khiến một số tỉnh thành như Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Hồ Nam, trong đó có Vũ Hán là một trong những tỉnh bị vùi lấp, thiệt hại nặng nề nhất. Theo cục thống kê nhanh của nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến nay mưa lũ đã xuất hiện ở Trung Quốc gần 3 tháng nhưng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện tại tình hình vẫn đang hết sức căng thẳng. Đứng trước tình hình đó thì chính phủ của Bắc Kinh đã phải mở kho lương thực dự trữ quốc gia để cứu trợ cho những người dân Trung Quốc đại lục. Có một tin được cho là rất xấu đối với cả các quan chức của Trung Quốc khi hôm qua rất nhiều nước trên thế giới nói rằng sẽ ra tay trừng trị Bắc Kinh. Mỹ kêu gọi Liên Hợp Quốc hãy trừng phạt Trung Quốc vì tội lỗi của Bắc Kinh gây ra cho hành tinh này là không thể dung tha và chấp nhận được. Kính thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong bản tin thời sự tối ngày hôm qua cho biết tình hình mưa lũ của nước này chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, thì những trận mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cùng thành phố Quảng Đông, Quảng Tây, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hồ Bắc trong một vài ngày tới. Đây là một tin được cho là vô cùng đau buồn cho chính quyền ông Tập Cận Bình bởi vì mưa lũ trong suốt hơn 3 tháng vừa qua vẫn chưa chấm dứt, mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác. Năm nay là một năm đại họa, cho nên Trung Quốc đón nhận những điều đau thương là hoàn toàn đúng. Các nhà quan sát cho biết Trung Quốc trong lịch sử chưa bao giờ có một năm nào tồi tệ như năm nay. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đang gặp những điều tai ương vạ gió đến từ thiên nhiên và từ dịch bệnh. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang dội lên chính quyền của ông ta khi mà ông ta vẫn đem quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Kính thưa quý vị, ngoài những thông tin về động đất, sóng thần, vỡ đê, vỡ đập và lũ quét, sạt lở ở Trung Quốc thì tình hình Biển Đông cũng đang được cho là vô cùng phức tạp. Nguyên nhân ban đầu vẫn được cho do phía Trung Quốc gây ra.
khi hôm qua tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết chính quyền của ông Tập Cận Bình đã phát động cho một cuộc tập trận với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Quân đội của Bắc Kinh đã điều hai con tàu sân bay Liêu Ninh cùng Sơn Đông, dẫn theo đằng sau là rất nhiều con tàu hải cảnh, tàu dân phòng, tàu dân binh, mang theo rất nhiều tên lửa và vũ khí hạng nặng tiến ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật cũng như phóng tên lửa, thị uy sức mạnh và dương oai với các nước trong khu vực. Tình hình của Trung Quốc đang gây ra cho Biển Đông là vô cùng quan ngại cho khối ASEAN. Ngay lập tức, khối ASEAN đã tiến hành các cuộc họp cấp cao để đưa ra những phương án ngăn chặn kịp sự bành trướng ngông cuồng bắt nạt của chính phủ Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết thì Biển Đông liên tục bị đe dọa bởi chính quyền của ông Tập Cận Bình đã tự vẽ ra con đường lưỡi bò và tự thừa nhận con đường lưỡi bò này. Nếu như chúng ta search trên Google sẽ ra 1 triệu kết quả chỉ trong vòng 2 giây. Nhưng kết quả này cho thấy con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc liếm trọn gần 90% diện tích trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố rằng đây là vùng biển của Bắc Kinh và nếu như tàu thuyền nào, tàu chiến nào của nước ngoài xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò thì đều bị đánh sập. Hãng tin CNN của Mỹ tố cáo người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh khi mới đây bà ta đã dám phát biểu rằng đường lưỡi bò hoàn toàn là của Trung Quốc. Đề nghị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới tôn trọng lãnh hải trong phạm vi đường chiến đoạn này. Bà Hoa Xuân Ánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ ai, bất kỳ nước nào đem tàu đánh cá, tàu chiến, tàu chở hàng hay khai thác dầu khí trong phạm vi đường lưỡi bò thì đều bị quân đội của Bắc Kinh đánh sập. Điều này đã gây ra mối quan ngại cho nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là Mỹ. Và ngay lập tức, Mỹ đã điều hai con tàu sân bay lớn nhất thế giới của hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông để ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh. Chính phủ của Mỹ nói rằng vùng biển Trung trên là hoàn toàn của thế giới chứ không phải của riêng Trung Quốc. Cứ làm sao Trung Quốc lại ngang ngược nhận vơ về tay cho Bắc Kinh. Đề nghị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới phải tẩy chay cũng như là lật tẩy những cái âm mưu thủ đoạn của chính quyền ông Tập Cận Bình. Đề nghị chính quyền của ông Tập Cận Bình phải rút ngay tàu chiến và giàn khoan ra khỏi vùng biển trên, nếu không thế giới sẽ ra tay trừng trị. Kính thưa quý vị, trong những năm vừa qua, giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ liên tục xảy ra những xung đột trên tất cả các mặt trận, kể cả kinh tế, chính trị, xã hội và các vùng biển thời Tổng thống Mỹ trước đây như ông Bush, Obama, thì nước Mỹ không quan tâm tới Biển Đông, họ chỉ quan tâm tới chiến trường Trung Đông. Nhưng từ khi ông Donald Trump và ông Biden lên nắm quyền Nhà Trắng, thì Biển Đông được Hoa Kỳ rất coi trọng. Đây là một trong những lý do vì sao mà hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ liên tục xuất hiện tại vùng biển này để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình, đồng thời gửi cho Bắc Kinh một thông điệp cứng rắn rằng vùng biển này là hoàn toàn là của thế giới chứ không phải là của Trung Quốc, đề nghị Trung Quốc phải tôn trọng lãnh hải, lãnh thổ các nước trong khu vực và tôn trọng Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, đề nghị chính phủ của Bắc Kinh không nên gây hấn, bành trướng bắt nạt, nếu không cộng đồng trên toàn thế giới sẽ bắt chặt tay nhau trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, dạy cho Trung Quốc một bài học sâu sắc vì tội xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng Biển Đông là một trong những vùng biển cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ là tuyến hàng hải huyết mạch trên toàn thế giới mà nó là lá chắn quân sự cho các nước trong khu vực, đặc biệt là cho Việt Nam và Trung Quốc. Thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã chiếm được đảo Hải Nam hay còn gọi là thành phố Tam Á. Bây giờ Trung Quốc đang cho xây dựng rất nhiều căn cứ quân sự ở đây để làm bệ phóng cho các tên lửa và trạm radar hòng khống chế khu vực này. Trung Quốc còn đang nhăm nhe xây dựng thêm một hòn đảo nhân tạo tại vùng biển này để thách thức thế giới. Đây chính là âm mưu thủ đoạn mà chính quyền ông Tập Cận Bình vạch ra cho Trung Quốc đại lục. Ông Tập nói rằng muốn Trung Quốc trở thành siêu cường quốc số 1 trên thế giới, đầu tiên phải lấy được Biển Đông, sau đó lấy biển Hoa Đông và lấy một phần lãnh thổ của Triều Tiên, của Ấn Độ, của Myanmar, của Lào và của Nga. Đây chính là lý do vì sao mà thế giới nói rằng Trung Quốc là tội đồ trên toàn thế giới và nếu như con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc vỡ sẽ san phẳng Bắc Kinh, khi đó thế giới mới được bình yên. Còn con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc chưa vỡ thì thế giới vẫn còn bị xáo trộn. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đúng là một nước quá tham lam. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được cho là ủ rất nhiều âm mưu để thôn tính các nước trong khu vực. Tờ báo quốc tế đã vạch trần tội ác của Trung Quốc khi Bắc Kinh nói rằng sẽ khống chế khu vực Hồng Kông và Đài Loan trở thành Trung Quốc đại lục. Ông Tập Cận Bình trong một bài phát biểu với cả quân đội nhà nước Trung Quốc nói rằng sẽ dùng vũ lực hoặc thậm chí có thể nổ súng để thu lại Đài Loan và Hồng Kông trở vào với Trung Quốc đại lục.
Khi đó thế giới mới kính nể Trung Quốc và Trung Quốc mới làm bá chủ của thế giới được. Và nếu như Trung Quốc mà số 2 thì không nước nào là số 1. Trung Quốc số 1 rồi thì tất cả sẽ bị phụ thuộc và phục tùng Bắc Kinh mà thôi. Đó là lời phát biểu của người đứng đầu Trung Quốc, hay còn gọi là lời thách thức của Trung Quốc đối với cả thế giới. Và chắc chắn trong một vài ngày nữa, Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức và nhiều nước lớn ở khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, trong đó có khối ASEAN sẽ lên tiếng. Bởi vì thế giới sẽ không bao giờ để cho Bắc Kinh làm loạn.